Anh là có thầy cô và là các bạn. Em tên là Nguyễn Hồng Phong, sinh viên khóa 1 lớp Happy Đại học Edic. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ nói lại phần kiến thức mà mình đã được học trong buổi học môn khoa học quản lý của thầy Nguyễn Đình Hùng chiều hôm nay. Trong môn khoa học quản lý này thì bọn em được tìm hiểu về 5W1H, về từ khoa học quản lý tức là gì. Thì đầu tiên thầy có nói, thầy có đưa ra đó là chúng ta hãy tách rời cái từ khoa học quản lý ra là khoa học và quản lý. Thì thầy có phân tích cái từ khoa học. Khoa học thì là một môn, là một một sự vật, sự việc gì đó được chứng minh, có thống kê, có kiểm chứng, kiểm thực nghiệm bằng những con số và đưa ra kết quả cuối cùng có cái tính chính xác rất là cao, và người ta gọi đó là khoa học. Còn về quản lý thì lại chia ra thành nhiều phần khác nhau, ví dụ như là quản lý tức là gì, người quản lý là gì, và người quản lý có trách nhiệm gì, người được quản lý tức là nhân viên sẽ có trách nhiệm gì. Thì quản lý như chúng ta dễ hiểu thôi, đó là một sự chúng ta đưa một việc gì đó vào khuôn khổ và làm cái việc đó một cách có bài bản, có lộ trình. Còn người quản lý tức là người người quản lý là người đứng đầu một tổ chức, một đội nhóm, hoàn thành để làm một công việc gì đó, tạo ra lợi nhuận cho công ty, hoặc là tạo ra một cái khía cạnh nào đó, một cái vấn đề, giải quyết một cái vấn đề nào đó của công ty. Thì cái chữ mức quản lý thì nó thường nó sẽ nhỏ hơn lãnh đạo, vì lãnh đạo là những người gọi là vạch ra những hoạch định, những cái kế hoạch to lớn để cho những người nhân viên trong công ty thực hiện, những ban bộ bé hơn thực hiện. Và người quản lý thì họ chịu trách nhiệm quản lý nhân viên, chịu trách nhiệm hiệu quả và năng suất của công việc đối với một công việc cụ thể nào đó. Và nhân viên tức là người được quản lý thì họ cũng có trách nhiệm, đó là họ làm tốt việc của mình và làm cho cái đội nhóm của mình hiệu quả nhất, và phải tuân thủ theo những gì mà người quản lý họ đưa ra. Tức là ví dụ quản lý của mình giao cho mình nhiệm vụ là đánh lại văn bản này, mà hoặc tham khảo ở đâu đó để làm sao hoàn thành được cái bài bài báo này chẳng hạn, thì nhân viên đó có quyền đó là đưa ra ý kiến, góp ý cho quản lý để họ có thể suy nghĩ lại cái cách cách thức ban đầu. Ví dụ như là chúng ta làm một bài báo nói về vấn đề A, nhưng mà nhân viên họ thấy vấn đề A này nó chưa hoàn toàn chính xác hoặc là nó chưa cụ thể, thì có thể đưa lại ý kiến cho người quản lý là vấn đề này chưa tốt, chưa ổn, em nghĩ sếp cần phải sửa lại cái này, cái này, cái này. Đó thì là đấy là cái trách nhiệm. Còn khi quản lý họ đã giao nhiệm vụ rồi mà nhân viên đồng ý rồi, không có ý kiến gì thì bắt buộc phải làm theo. Bởi vì nếu không làm theo thì rõ ràng là cái đội nhóm, cái công ty đấy sẽ không thể làm ra được kết quả, bởi vì mọi người đều không làm việc và không chịu trách nhiệm cái phần của mình. Thì đó là cái từ quản lý. Còn khi chúng ta ghép vào khoa học quản lý trong doanh nghiệp thì chúng ta nó lại là thành một môn khoa học, và môn khoa học này thì nó vô cùng là hấp dẫn, bởi vì nó dẫn đến những cái
đặc tính. Những cái đặc tính này thì nó tạo ra nhiều tính thách thức cũng như là đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo năng động của nhân viên, những người được làm theo, những người được học và những người theo đuổi ngành nghề ở những lĩnh vực kinh doanh. Với cái việc mà khoa học quản lý này thì người làm trong lĩnh vực này sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức quản lý đội nhóm nhân viên, khoa học sắp xếp một cách hợp lý, logic và cụ thể, đưa ra những cái việc đó hợp lý nhằm để cho cái đội nhóm của mình đạt được cái mục tiêu ban đầu hoặc là đạt được cái mục tiêu lớn hơn, và mục đích làm mọi việc theo đúng kế hoạch của mình đặt ra mà không bị sai sót, hạn chế sai sót ít nhất có thể. Và cái khoa học quản lý này là cũng đòi hỏi công việc chúng ta hiệu quả thì phải đánh giá nó là cái kết quả cuối cùng nó đạt được như thế nào, thời gian ngắn hay là lâu. Bởi vì nếu thời gian lâu thì chắc chắn là cái công việc này cũng chưa thể hoàn toàn thành công được. Và nguồn tiền bỏ ra cho cái công việc này là nhiều hay ít. Ngoài ra thì khoa học quản lý còn là một ngành đòi hỏi người học cũng như là người làm phải có kỹ năng biết về quản lý và sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực của công ty, từ nhân lực cho đến tài chính, và nó đảm bảo được trong quá trình sản xuất kinh doanh của một công ty không xảy ra sai sót hay là bị trì trệ bởi bất kỳ một yếu tố nào. Một người khi theo học ngành khoa học quản lý thì phải là một người vô cùng năng động, có bản lĩnh, dám đương đầu với mọi thách thức và khó khăn, tự tin vào bản thân cũng như là có phong cách chuyên nghiệp, quả quyết trong mọi lời nói, hành động, để từ đó thì mới có thể xây dựng và đưa ra được các kế hoạch chiến lược tốt, đồng thời triển khai được các kế hoạch chiến lược đề ra hiệu quả cũng như là giải quyết nhanh chóng, kịp thời rủi ro và có thể xử lý được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện công việc. Và những yếu tố và những kỹ năng cần có khi một người học môn khoa học quản lý đó là sau khi học môn này xong thì chúng ta có thể tìm kiếm rất nhiều công việc liên quan đến ngành quản lý, marketing hay là khởi nghiệp startup, hành chính văn phòng. Vì vậy, cần phải có những kỹ năng và tố chất như là, thứ nhất, đó là ý chí hoàn thiện bản thân. Tức là những người học môn này thường sẽ có xu hướng là trở thành một người đứng đầu, một người quản lý, một người chuyên gia tư vấn cũng như là cán bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hay là các tổ chức kinh tế xã hội. Chính vì vậy thì cần phải có ý thức và ý chí hoàn thiện bản thân mình từ ban đầu và luôn luôn học hỏi, tích lũy kiến thức, trau dồi đạo đức kinh doanh. Và một người có tố chất và ý chí hoàn thiện thì mới có khả năng trở thành một người lãnh đạo giỏi, một người quản lý tốt và được mọi người tin 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 yêu và ngưỡng mộ, thì họ sẽ luôn đặt niềm tin của mình vào các người quản lý, vào những người quản lý. Thứ hai là phải yêu và đam mê về công việc. Thứ ba là cần phải tham vọng thăng tiến. Tức là chúng ta những một cái yếu tố rất quan trọng đó là người học về môn này sẽ cần là một người luôn luôn cầu tiến, luôn luôn nghĩ về tương lai, một cái điều sẽ đạt được với cái với đạt được đạt hoặc bằng được với cái mục tiêu ban đầu mình đặt ra. Cái thứ tư đó là dám đối đầu và tự tin và có bản lĩnh. Những người có bản lĩnh thì những người là những người rất tốt để thực hiện
trở thành một người lãnh đạo giỏi, một người lãnh đạo có bản lĩnh tốt thì họ mới có thể làm được những việc lớn được. Và trong phần vừa rồi thì em đã nói từ sơ qua và những cái kiến thức mà mình được học bên ngoài, tìm hiểu bên ngoài cũng như là những điều mà thầy đã dạy dạy trong tiết học vừa rồi. Và em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.